nhà không? Hôm nay buổi chiều anh em mình cũng làm công chuyện xong hết cái nhà, bắt đầu anh em mình làm món ẩm thực cái nhà. Hôm qua ông anh ở dưới Sài Gòn cái nhà, ổng có điện cho anh em mình là ổng đi chợ mua cái chém cái nhà, ổng có thấy gì anh em mình gửi cho anh em mình mua cái chém ở 2 ký ngoài cái nhà. Anh em hôm nay làm món hấp, hấp đây là có nguyên liệu cái nhà, đây là hành lá, đây là gừng với tỏi với ớt, đây là củ hành, bột ngọt, muối với đường. Anh em mình ấp chung với nhau rồi giờ anh em mình ấp cái nhà, ấp ấp thỉ làm món buổi chiều. Thì chuyện anh em mình làm ăn thịt cái nhà, đầu tiên là cho tỏi vô chiếu đi, tỏi với gừng vô chiếu đi. Nãy có lấy bịch tiêu đúng không? Bây giờ mình ấp chung luôn, mình ấp chung cái ngọt đi, mình cũng để hành làm hơi mình để lớp mặt, đá này mình phải lớp mặt, tỏi với mình lớp mặt, rồi xong hết cái đồng đường mình chế biến xong rồi mình phải để cho củ hành vô, mình cho một miếng hành tím cái nha, chữ lớn là hành tây, hành tím thì mình mới cho nó thơm. Cái đó là phải nó tương. Cái mắm thì hầu hết mắm. Mắm mắm thơm. Mình cho mình đi. Hồ là bự dữ một loạt. Nó bự cái gì? Chúng ta vừa miệng mỏi rồi thì anh em mình thì ăn chắc 3 muỗng đường. 3 muỗng đường cũng được, 2 muỗng cũng được. 2 muỗng cũng được. Nó thấm cái gì? Cái mắm nó ngươi. Cái nếp với tương mình cái mắm nó ngươi nó thấm luôn. Cái mắm này cũng không có mặn nhiều mà để mình mở tiêu đi. Mở tiêu đi. Mở tiêu đi. Cái trộn rồi đúng không? Không có bao tay thì làm này, nhưng mua bao tay mà hết bao tay chưa có bao tay. Để cho thấm luôn là mình làm điện để cho thấm trước đi, nó cũng thấm chưa điện nữa rồi hấp cái thảy luôn. Thank you.
rồi. Anh này để nắp được chính tại cá thì dễ chính lắm này. Ờ, mình để nắp được cũng được xong được. Đúng lắm. Được nhỏ. Những người đều hết thao rồi chúng được. Để cô hành thắm lên lớp trên rồi mày ra cho ba tại tao. Có ai cho, có gì cho để con này á.
nhà luôn. Anh em mình làm món xong cả nhà. Hồi nãy anh em mình chỉ có quay cá thôi. Về có thêm một hai món nữa cả nhà. Món thứ hai là chân gà sốt Thái cả nhà. Với món bánh xèo. Từ ngày 5 tháng 5 thì không có thiếu bánh xèo nữa cả nhà. Rồi mời cả nhà gửi với anh em mình ha. Giờ mình hấp rồi. Mình chấm lên trong. Dạ. Mình hấp này là mình ướp tiêu với tỏi, củ hành, hành tím mình nữa nha, với cộng hành lá, với hành tây. Mai quên hôm nay anh em mình đổi gió cả nhà, mình uống nước mặt. Mời cả nhà về lon nước mặt nha cả nhà. Được. Cái mình xào nha, mình xào cái gì vậy, cái gì đó. Đúng rồi, số 1, số 2, có thể nhấn xào nữa. Chung năm tháng năm này có chuyện có giờ, không có xào không thấy. Nãy giờ mình muối làm bữa là hết trơn, bữa sạch rồi cạo cái máy máy tên là cái sủ không à, không à. À, phải không? Dạ. Tôi giấc sáng tôi dắt ra là mất mưa rồi. Tôi đâu đi đâu. Cái chính là tận mưa nó điện. Tận trống sạch nó chạy về. Về thấy cái em đi. Nó ngủ nhỏ. Ủa nó chả. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều nay em làm món cá với chân gà sắp thái nha. Đây chân gà này, cá này ông anh ở Sài Gòn á. Lâu lâu cũng làm tháng năm nửa năm á, trong ngõ cái nhà. Con cá này giá 2 kg quá. 2 kg mấy, 2.8 kg vậy. Ừ, cá bự vậy. Cũng nói thôi ăn gì cũng đỡ, anh em cũng không biết ăn gì. Chợt nhớ cũng không có lâu cũng mang cái chẻm. Mới là anh mới mua cái chẻm gửi để cho anh em mình làm món. Mới đầu anh em cũng tính chiên tương. Nghĩ ra món hấp, hấp mình học cái kiểu hấp như cá lóc nữa nha. Hấp của hành với hành lóc mình với hành tím với tỏi, ớt gì kia đâu, tiêu. Hấp được gà cho gà ăn thôi. Hấp được gà cho gà. Được. Chúng em làm thì cũng chúc sức khỏe cả nhà. Năm mới năm tới đâu nọ sức khỏe cả nhà cũng khỏe. Ủng hộ cho anh em mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cho anh em mình cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Thank you.